Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách chắc trồng của hoa ba trồng để sang những cái cây mà mình ship về cho các bạn 20 ngàn hoặc là cái cây mà 40 ngàn để cho các bạn sang chậu. Thì cái mỗi người có mỗi cách trồng và mỗi chắc trồng riêng nha các bạn. Mình ở đây là mình trồng chắc trồng mùa mưa cho nên mình trồng xài toàn là trâu trấu không. Ha. Trâu trấu không. Đến cái cây mà mình trồng này các bạn thấy nè. Mình trồng nó từ khi nhỏ mà ở đây nó được. Nè, các bạn thấy nó lòi lòi nè. Ở cái chậu 20 ngàn nha các bạn. Ở cái chậu 20 ngàn mà nó nói mà mình bận mình không có ra chậu được. Cho nên là nó tội nghiệp nó lắm. Nó ra nó bự rồi mà không có thay chắc trồng cho nó cho nên là nó rắn nó chịu đựng mà không còn cái chắc trồng ăn nữa nha các bạn. Thì các bạn thấy là cái củ nó lớn như thế này rồi. Các bạn thấy không? Ở cái chậu 20 ngàn này, cái chậu 20 ngàn này các bạn. Cái chậu nhỏ xíu để mình xíu cho các bạn 20 ngàn. Ừ. Còn khi khi mà mình ra cái chậu mà 40 ngàn thì mình ship cho các bạn là ở cái chậu 40 ngàn. Chậu này là chậu 40 ngàn nha các bạn. 40 ngàn là mình bán cho các bạn 40 ngàn đó. Đây là cái chậu 20 ngàn. Chậu 20 ngàn nó nhỏ hơn này các bạn. Thấy không? Ừ. Chậu 20 ngàn mà chưa có cái điều kiện nó ra thì nó ra chậu 40 ngàn. 40 ngàn này mình chưa kịp ra chậu có hoa nó đã có hoa luôn. Cho nên là hôm nay mình sang chậu nó cho sẵn đó mình sẽ làm cái mình sẽ thay cái chắc trồng theo cái kiểu của hoa ba trồng nó không giống ai. Thì các bạn thì có thể thay nhiều loại chắc trồng lắm, có thể trộn cho trấu sơ dừa một đen, một trấu đen, một sơ dừa và hai trấu, ví dụ vậy. Thì ở đây mình trồng trấu không nha các bạn. Từ nhỏ đến lớn là mình trồng trấu không không à. Mình trồng toàn trấu không không nha các bạn. Các bạn thấy làm ngạc nhiên nó trấu không lấy gì nó ăn mà nó sống. Cũng có nhiều anh em nói rồi. Có nhiều chị em nói trồng cái trấu sống không lấy gì mà nó ăn, nhưng mà mùa mưa mà. Nói chung là các bạn cứ tin đi. Trồng theo cái kiểu hoa ba trồng này thì mùa mưa nó rất là tốt luôn. Thì khi chắc trồng, trước tiên là các bạn chắc trồng thì các bạn lấy trâu trấu nè. Mình lấy trấu không nha các bạn. Trấu không. Thí dụ như mình lấy một một thùng trấu không vậy nè. Đó. Trấu không nha các bạn. Đó. Cái này là chắc trồng cũ. Chắc trồng cũ mình mới sửa ra đó. Đây là trấu không nha các bạn. Thì một 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 cái thùng chậu C12 trấu không á thì các bạn bỏ cho mình một 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 giá trico đặc ma này nha, bỏ cho mình một giá trico đặc ma này rồi các bạn trộn nó lên, trộn nó lên cho đều rồi bắt đầu là các bạn ấy thôi cái trico đặc ma này để nó diệt cái trứng mà. Diệt cái trứng nấm á vậy đó. Các bạn ráng cố gắng nha, bỏ cho mình một một ấy trico đặc ma. Còn thì khi các bạn bỏ vậy rồi các bạn lấy cái tay các bạn trộn lên, phải đưa bao tay vô nha các bạn, tại vì cái thằng trico đặc ma này nó ăn tay kinh khủng lắm. Nó ăn tay vào cái đừng đeo đeo khẩu trang vô, đừng có để cho hít hít cái trico đặc ma này vô, cái phổi nó ấy lắm nha các bạn. Cái thằng trico đặc ma này có vậy chứ nó cực kỳ độc cho cái phổi luôn á. Các bạn trộn đều lên nha, tổng điều cho nó lên để nó diệt nấm á. Mà nếu mà các bạn rảnh á, thì các bạn trộn các bạn để 15-20 ngày cũng được, còn không rảnh thì bây giờ trấu không này nè, các bạn trộn trộn xong rồi các bạn vô luôn không sao cả. Mình ở đây là mình cũng vô luôn à. Trước khi vào chậu á, thì các bạn lấy một cái xô khoảng đổ khoảng cỡ 3 lít nước ha, đổ cỡ 3 lít nước nha các bạn, 3 lít nước. Các bạn bỏ cho mình 2 muỗng N3M để mình nhúng rễ đó, nhúng rễ kích đó, cho nó xanh nó tốt. Các bạn cứ theo làm như ý mình này, này. Rồi cỡ một nửa tháng sau thì các bạn sẽ thấy hiệu quả liền thôi. Chứ mình nói nhiều thì mất công kêu bày vẽ. Đó, rồi. Bây giờ rồi các bạn
Bây giờ mình tiến hành mình thay cái cây từ 20 nè. Cái chậu 20 này ha. Cái chậu 20 này nè. Ha, cái chậu 20 này. Qua cái chậu 40. Thì cái chậu 40 thì các bạn sẽ mua cái bịch. Cái bịch mà khi các bạn xè ra nó bằng cỡ cái ly 10 uống nước đó nha các bạn. Đây, mình xè ra đây. Xè ra đây thế này. Ha. Xè nó ra cỡ như thế này. Ở cái bịch người ta bán về cho các bạn á thì nó sẽ biết cái đầu. Thì các bạn lấy cái kéo á, các bạn cắt cái đít, cắt thêm cái đít ra cho nó rộng nha các bạn. Xếp nó lại vậy. Rồi các bạn cắt. Đó. Cắt thêm cho nó rộng ra mà. Khi khi các bạn ra thì nó sẽ ấy như thế này. Để cho các bạn bỏ chất trồng vô cho nó khỏi nó ấy nè. Đó. Ha. Như thế này. À, như thế này. Các bạn thấy không? Đó. Để cho nó thoát nước cho nó dễ mà. Thì bây giờ trước tiên á là các bạn bây giờ mình thay cái chậu từ cái chậu 20 mình bán cho các bạn cái cây 20 đó. Ha. Thì bây giờ các bạn rút nó ra. Bóp nhẹ nhàng thôi. Lấy bộ đất nó ra nha các bạn, đừng để cho nó bể ha. Lấy nhẹ nhàng lấy bộ đất nó ra đừng để cho nó bể. Rồi các bạn nhúng vô N3M ha. Nhúng vô N3M xong rồi các bạn bỏ qua các bạn thay. Vậy thôi. Nhúng vô N3M cho nó ấy, thay vì mình tưới thì nó chảy tùm lum. Thì các bạn nhúng vô nha. Thì các bạn đáng nguyên như thế này nè. Các bạn nhúng nó vô. Nhúng vô N3M luôn. Nhúng vô N3M rồi các bạn bỏ chất trồng qua cái chậu này. Đây, đây là cái chậu mình nói là cái chậu mình bán cho các bạn cây 40 đó ha. Đó, thì các bạn bỏ 1/3 chất trồng vô cái chậu. Ha. Rồi. Các bạn bỏ cho mình khoảng cỡ 5 hạt dynamit. Và bỏ cho mình một tí xíu thuốc rồi ghen chống côn trùng. Ha. Rồi bắt đầu lấy các bạn lấy cái cây các bạn đặt lên. Đặt lên. Đặt lên rồi các bạn bỏ cho trồng xung quanh thôi. Rồi nửa tháng sau đi rồi các bạn sẽ thấy nó phát triển như thế nào. Đó, mình trồng là mình nói lại với các bạn là mình trồng trấu không thôi nha. Mình không có trộn xưa dừa, mình không có trộn với lợ trấu xe trấu đun gì hết á. Mình trồng trồng bằng chất trồng trấu không à. Đó. Đây. Rồi các bạn xếp nó ra thôi. Đó ha. Đó, mình làm lại nè. Bây giờ cái chậu như thế này, cắt cái đít nó ra nó trống như thế này nè các bạn. Bạn thấy không? Thì các bạn bỏ chất trồng 1/3 vô. Đó. Rồi, các bạn lấy cái cây ra nhúng N3M xong xuôi rồi các bạn đặt nó lên. Ha. Rồi bỏ chất trồng vô thôi. Coi nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nửa tháng sau rồi các bạn sẽ thấy nó phát triển. Phát triển ào ào luôn. Rất là dễ dãi luôn. Thì đó là cái cây từ 20 qua 40 ha. Bây giờ có những cái cây 40.000 này nè. Ha. Mà khi bắt đầu các bạn không kịp thay chậu nó ra rễ thương các bạn. Nó lòi cả ra ngoài luôn nè. Mà bây giờ nụ nó đang đớm nè. Mà bây giờ để như thế này nó trổ thì chắc chắn là nó sẽ không đủ lực. Các bạn nói là cái hoa nó không đủ lực là đúng. Tại vì cái bầu nó có chút xíu như thế này thôi mà. Mà đã 8 tháng nay rồi. Nó lấy gì nó ăn. Bây giờ các bạn thay qua rồi có hoa nó sẽ nở bự. Tội nghiệp lắm. Nè, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái cây này nè. Nó ở cái chậu 40. Mà nó cũng trổ hoa. Hoa 3 lớp. Một cây 3 lớp. Cây này là 3 lớp nha các bạn. Cây này là trắng 3 lớp. Cây này trắng. Đổi màu. Mới trổ thì màu vàng. Ha. Rồi trổ 3-4 ngày chuyển qua màu trắng 4 lớp. Nha các bạn. Đó. Mà các bạn cứ nghĩ coi. Ở cái chậu nó chút xíu như thế này thôi. Mà nó bắt buộc nó phải trổ hoa. Mà có hoa rất là bự luôn. Nếu mà các bạn thay cái chậu kịp thời của cây này qua cái chậu lớn đàng hoàng thì nó trổ hoa rất là lực luôn. Rất là bự. Thì bây giờ ở cái cây 40 này nè. Giờ nó đang có hoa rồi mình cũng phải thay thôi. Giờ mình thay trước. Nè các bạn thấy không? Nó trổ hoa cũng rất là tội nghiệp luôn. Đó. Mà nó không có chất trồng, nó không có phân, có phí gì, cho nên nó ráng nó trổ thôi. Thì ở đây là mình có lấy cái chậu mà có bình nước khoáng nha các bạn. Còn không có thì các bạn vô cái chậu C9 cũng được.
Đây là cái chậu C10, C9 không ta? Đây, đây là cái chậu C9 thôi các bạn. Nếu cái chậu C9 này á thì các bạn vô hai cây hoặc là một cây cũng được. Như mình ở đây mình vô hai cây thì mình nó mặt bằng nó ấy, còn các bạn vô một cây cũng được. Còn có thì mình lấy cái chậu nước này là cái chậu nước khoáng này nè. Các bạn thấy không? Nó cũng tương đương với C9 ấy. Nhỏ hơn chút xíu thôi. Thì các bạn bỏ chất trồng vô. Đó. Rồi, nhớ là mình bỏ cho mình một mấy hạt dynamit nha. Rồi bỏ một tí xíu rồi gan để chống côn trùng khi các bạn thay chậu qua. Ha. Thì cái quy trình đó là như vậy. Các bạn cứ thế các bạn thay thôi. Thay thì khoảng cỡ nửa tháng sau thì bắt đầu nó tốt phà phà luôn. Mỗi lần thay chậu nữa nó cực kỳ tốt luôn nha các bạn. Cái điều này mình đã chia sẻ lâu rồi. Khi thay vì các bạn thay chậu xong rồi các bạn quậy N30 các bạn tưới. Không bằng các bạn nhúng nguyên chậu vô đâu. Khoa một cái thao nước N30 hoặc cái xô nước N30 rồi các bạn nhúng nguyên chậu vô. Ha. Nhúng nguyên chậu xong rồi các bạn ấy nó ra cực kỳ tốt luôn. Các bạn thấy rễ tội nghiệp không? Rễ này, tội nghiệp ghê không? Ăn lòn coi bên này luôn. Giờ nó qua được mà nó biết là sao nó lại luôn. Giờ các bạn nhúng vô N30 rồi các bạn lấy ra thôi. Rồi các bạn bỏ vô, các bạn bỏ chất trồng vô thôi. Nói chung là mình làm theo cái cách này nè. Mấy bữa thì mình trồng vô rồi bắt đầu mình mới tưới N30, nó không có hiệu quả bằng mình nhúng trực tiếp vô đâu nha các bạn. Nhúng trực tiếp vô luôn. Nhúng trực tiếp vô luôn là bắt đầu các bạn nhớ là ở bỏ 1/3 chất trồng ha. Bỏ 1/3 chất trồng rồi bỏ cho mình một nắm phân dynamit khoảng cỡ 10 hộp và bỏ cho mình một tí xíu regen nha các bạn. Để chống côn trùng cho nó. Đó, thì mình bỏ như vậy thì khoảng được 3 đến 4 tháng sau nó tốt, khoảng cửa được 3 đến 4 tháng sau rồi các bạn mới bỏ phân. Rất là hiệu quả luôn. Tại vì mình đã thay nhiều lần rồi mình biết. Thay qua một cái nó đủ lực nó, trời ơi, nó phát triển phà phà là có hoa chà bá luôn. Còn bây giờ mình cứ để mình ép nó dày. Nè các bạn thấy không? Đến cái ngày mà nó có hoa luôn, hoa này hoa cánh kép này, cứ ngắt này. Đến cái ngày nó có hoa luôn mà nó còn nằm trong cái chậu nhỏ xíu như thế này thì các bạn thấy. Mình không có cái thời gian ép nó quá dày, nó đâu có hiệu quả đâu các bạn. Nó trổ cái hoa nó cũng không có đủ lực. Nó trổ cho có trổ để mình biết cái màu sắc vậy thôi. Chứ còn biển nó đẹp thì làm sao nó đẹp được. Nó có gì đâu nó ăn. Nó có bịch chút xíu, nó nằm trong cái bịch chút xíu như thế này. Thì các bạn cứ nghĩ coi. Thì lấy gì nó ăn mà biển nó tốt mà nó bự. Đó. Thì các bạn nhúng trực tiếp vô N30 này nè. Mình nói thiệt với các bạn rất là tốt luôn. Nó thấm đều. Cho nên là cái cây nó phát triển cực kỳ tốt luôn các bạn. Đó, các bạn cứ bỏ 1/3 vậy ha. 3 chất trồng vậy. Rồi các bạn bỏ cho mình khoảng cỡ chục hột dynamit. Nhớ rải cho nó một chút rồi kìa. Vậy thôi. Cái điều này mình cũng chia sẻ hoài mà. Mà tại vì á. Ở nơi các bạn trồng có thể là các bạn trộn hỗn hợp. Có nhiều bạn thì nói là có cả phân bò, có cả phân cứt dê hay là phân ấy gì đó. Nó bán trong bịch đó, nó tiệt trùng sẵn rồi nó bán. Cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà mình ở đây thì mình trồng bằng chất trồng trâu trấu sống luôn. Thì các bạn thử một lần. Theo cái ý của mình đi rồi các bạn sẽ thấy cây nó phát triển như thế nào. Đối với mùa mưa. Mùa nắng cũng vậy. Mùa nắng cũng vậy nhưng mà điều cái mình phải nhanh tưới. Cho nên mùa nắng là các bạn phải bỏ thêm sữa dừa với trấu trấu đen vô. Các bạn trộn thêm vô. Còn mùa mưa thì các bạn nên trồng trấu trấu không nhìn. Đó. Thì nó phát triển rất là mạnh luôn. Mà nó thoát nước tốt nữa chứ. Mưa xuống là khoảng cỡ từ sáng đến chiều, nếu nắng từ sáng đến chiều là khô. Cho nên là bộ rễ nó rất là bảo đảm luôn. Có nhiều cái cây mình để lâu quá đó, như những cái cây mình để lâu quá đó. Rồi mình bận biểu mình không có ấy đó. Rồi bắt đầu chất trồng nó dẻo các bạn. Nó dẻo xong cái rồi bắt đầu nó thúi rễ. Nè các bạn thấy nè, mình cũng trồng y vậy thôi. Mình cũng pha N30 mình nhúng. Mình trồng ở đây mới 10 ngày các bạn tin không? Mà nó lên tượng như cái này nè. Nè,
nó lên cái tược cực kỳ mạnh luôn đó. Mình cũng trồng, mình trồng treo nha, mình ghép là mình ghép treo, mình lấy cái cây ghép treo cho các bạn xem, mình ghép là mình ghép treo không à. Đây mình ghép treo như thế này nè, nè các bạn thấy nè đó, mình ghép dày ha, mình ghép dày 15 ngày sau có mình tháo bịch xong có mình nhúng N3M có mình trồng thôi, mà nó tốt vậy đó đó. Thì mình cứ 15 ngày sau mình lấy cái bịch nhỏ, bịch này là bịch 40 của cây 40 nè đó, rồi mình bỏ củ vô rồi mình trồng thôi, mà mình nhúng N3M chứ mình chưa tưới luôn nè, mình chỉ nhúng N3M mình trồng thôi, mà bữa nay 10 ngày mà nó tốt vậy nè, bữa nay 11 ngày rồi, 11 ngày nè, các bạn thấy cái tượng này nè, thấy không, mình lấy cái bịch nhỏ xíu à, mình trồng mỗi cây mỗi bịch để các bạn mua mình ship luôn, không có con sang chậu, mà các bạn thấy nó lên nè, hơn 10 phân luôn, lên tốt cực kỳ luôn, bạn thấy đã không? Đó là những cây giúp treo thôi chứ chưa nói nữa, những cái cây mà mình trồng từ xứ hạt qua nha, những cái cây xứ hạt qua thì các bạn cứ trồng theo cái chất trồng kiểu như mình đây rồi sẽ thấy, mình thử một lần đi chứ bây giờ mình nói sao được. Nè các bạn thấy nè, nó cái bịch nó nhỏ mà nó ăn cái rễ nó ra, mà nó nổ mà nó bò dưới đất nó kiếm rễ nó ra nó ăn mà thấy thương không? Mà bây giờ nó đang nụ nè đó. Nếu cái cây này mà các bạn không trồng thì ra cái nụ chút xíu à, nó ra hoa chút xíu à, bắt buộc các bạn phải thay chậu cho nó. Nếu thay chậu kịp thời thì nó ra bông rất là lực luôn, rất là đẹp luôn. Ngoài cái chuyện mà mình bổ sung vi lượng cho, trung lượng cho nó là cái chuyện là phải cần làm, nhưng mà cái bản thân của nó trong cái gốc này nó phải đủ sức để nó ăn cái đó, nó thì nó nuôi cái thân nó mới mập được các bạn. Còn bây giờ mình cứ ép nó trong cái chậu nhỏ hoài dày 8-9 tháng trời đó các bạn, 4 tháng chứ không phải 8 chứ, tại vì 4 tháng trước là mình đã thay một lần rồi, 4 tháng trước mình thay từ cái chậu 20 qua chậu 40 này rồi, thì cái chậu này đã được 4 tháng rồi, 4 tháng mà so với cái lực của nó, cái chậu nó có chút ép này các bạn cứ tính nó lấy cái gì nó ăn đó, cái chậu nó có chút ép vậy rồi nó lấy gì nó ăn. Nếu mà các bạn không thay cho nó thì nó không có đủ lực là đúng rồi, nó ra có hoa chút ép, ra hoa được là may rồi chứ đừng nó mà đủ lực, chứ không đủ lực tại nó quá nhỏ mà. Thì những cái này nè thì mình sẽ lấy một cái chậu, một là cái chậu C9 ha, hai nữa là nếu mà các bạn nào có tiền mua chậu C9 nhiều, rồi các bạn nào mà không có ấy thì cắt cái bình nước khoáng này, cắt làm đôi đây. Một bình trồng được 2 cây á đó. Đó rồi bỏ 1/3 chất trồng về cho mình, bỏ cho mình mấy hạt đi nó biết vậy thôi, rồi bỏ thêm tí thuốc sâu trừ sâu bột ha đó, rồi các bạn nhúng N3M của cây xong các bạn làm đặt lên như đó. Mà mình nói với các bạn trồng theo kiểu này nè, cây tốt cực kỳ, các bạn đem ra ngoài mưa ngoài nắng chừng cỡ nửa tháng thôi là bắt đầu là thấy đột giọt nó ra liền, giọt nó ra xinh tốt kinh khủng luôn, chứ không có vấn đề gì cả. Từ mình trồng từ năm này qua năm kia rồi mình rút kinh nghiệm mình biết rồi, trồng cái mùa mưa này nè các bạn trộn trấu đen với sơ dừa vô thì nó tốt thiệt, nhưng mà nó cứ hay bị ngậm nước, nó sợ nước nó nhiều thì nó thúi rễ thôi. Còn nếu mình trồng trâu sống sống này thì mưa xong là khoảng cỡ 2-3 tiếng đồng hồ sau thì nó ráo liền. Chứ giờ mình nhiều quá mà, thí dụ như các bạn vài chục cây thì các bạn chăm sóc theo cái ý của mình được, còn mình làm theo 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 thời gian, theo đợt, theo đại trà, chứ không thể từng phần được đó. Cho nên là hôm nay mình cũng nói với các bạn là cứ 3-4 tháng nếu có thời gian thì thay chậu cho nó một lần ha. Đó, thay chậu theo cách của mình, cho trấu 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 sống không thôi thì mình trộn trigo đợt ma xong cái mình máy luôn. Rồi trước khi trồng thì các bạn nên pha N3M trong cái chậu, rồi các bạn nhúng cái gốc nó vô rồi các bạn trồng tốt vậy đây nè. Xứ nó mới u mầm thôi mà mình trồng chưa được nửa tháng mà nó như thế này thì các bạn thấy đi, rồi 1 tháng nó sẽ có bông ha, nửa tháng thôi, 1 tháng nó có bông. Còn những cái thằng mà nó mình ép nó quá mà nó có bông mà cũng chưa có thay được thì nó như thế này, nó ra bông được là may rồi các bạn, chứ biểu nó xanh nó tốt làm sao được. Cái chậu nó có chút ép vậy mà nó ăn cái uống cái gì trong này, phân thuốc ở đâu mà nó ăn,
mà nó trổ được hoa như thế này. Cái thằng này hoa 4 lớp các bạn. Cái thằng này hoa 4 lớp thơm mà nó đổ màu. Nó sáng nó trổ ra thì nó màu vàng này các bạn. Nó màu vàng. Rồi cỡ 2 ngày 3 ngày sau cái bắt đầu nó chuyển qua màu trắng. Còn cái thằng này thì nó không có đổ màu. Thằng này nó chuyển qua màu trắng luôn. Nó trổ xong nó chuyển qua màu trắng luôn. Thằng này 3 lớp. Thằng này thì 4 lớp. Bây giờ mình cũng thay chậu cho nó luôn chứ bây giờ nó tình trạng như thế này tội nó quá. Ha. Thì hôm nay mình cũng làm cái clip mình chia sẻ như vậy á. Thì các bạn nếu các bạn mua cây về hoặc là các bạn đã có cây sẵn rồi thì nên lâu lâu nên cứ 3 tháng 4 tháng nên thay chậu cho nó một lần. Không cần rũ hết rễ đâu. Các bạn cứ nhổ ra các bạn để nguyên vậy rồi các bạn trồng thôi. Không cần phải không cần phải rũ rễ nha các bạn. Các bạn cứ bóp cái chậu nó ra vậy là các bạn để nguyên vậy là các bạn đặt nó ra qua một cái chậu mới thôi. Vậy ha. Hôm nay mình có mấy cái lô sứ củ lùng nè các bạn. Giờ nó lớn rồi nè. Tháng trước các bạn hỏi mà nó chưa có lớn, mình chưa báo là nó lớn như thế này rồi nè. Thì mình có 2 lô. Mình sẽ bán cho các bạn bằng cái sứ củ thường 200 ngàn một lô ha. 10 cây. Một lô 10 cây 200 ngàn mình không bao ship nha. Nếu các bạn cứ hỏi ship làm sao thì bây giờ mình chỉ bán cây thôi nha các bạn. Thì đây nó có được 20 cây nè. Nè, nó có được 20 cây nha các bạn. 20 cây thì mình sẽ bán cho các bạn 2 lô thôi. Đó. Củ thì nó cũng rất là bự rồi nha các bạn. Thì đây có được 20 cây nè. Bạn nào nhanh tay thì được nha. Thì mình có 20 cây sứ nhỏ 20 ngàn và 20 cây sứ lớn 40 ngàn nha các bạn. Thì cái sứ lớn đó là nó sắp cần có hoa rồi đó các bạn. Thì các bạn coi như là mình đã nuôi được 8 tháng rồi đó. Nói chung là nó đứng đột là nó sắp có hoa. Còn cái thằng này là được gần 5 tháng rồi nè. Hơn 5 tháng rồi chứ gần hơn 5 tháng rồi các bạn. Ha. Thì đây là được 2 lô nhỏ. 2 lô sứ 20 ngàn và 2 lô sứ 40 ngàn. Thì các bạn thấy cái củ nhỏ 20 ngàn nó nhỏ nè. Nó nhỏ như thế này nha. Nó khoảng cỡ 10 phân, hơn 10 phân. Còn cái thứ sứ 20 ngàn, 40 ngàn thì nó bự rồi. Nó gần có hoa rồi. Cỡ 15 phân nha các bạn. Cỡ 15 phân. Có nhiều thằng nó đứng đọt nè. Như cái thằng này đứng đọt nó sắp có hoa nè. À nó đứng đọt là nó sắp có hoa nha các bạn. Đây thứ thằng. Có thằng nó đứng đọt là nó sắp hoa. Thằng này cũng đứng đọt nè. Đứng đọt sắp có hoa đây nha các bạn. Thì cái củ 40 ngàn thì nó phải bự hơn cái củ 20 ngàn rồi. Tại nó tới 8 tháng rồi mà. Thì các bạn cứ tính đi mình nuôi 8 tháng rồi. Thì nó chắc tiên là nó sẽ bự hơn rồi. À, thì có mình có 2 lô 40 ngàn và 2 lô 20 ngàn. À, bạn nào nhanh tay thì được rồi, hết rồi thôi, rồi kỳ sau nha. Thì nói chung là có nhiều mình chia sẻ cho các bạn nhiều. Chứ mình cũng không có nhiều. Mình làm ít mà văn nghệ chơi mà. Có mình chia sẻ thôi chứ mình không có bán chuyên nghiệp cho nên là mình không có làm nhiều được nha các bạn. Các bạn hỏi sao thì anh không làm nhiều nhưng mà tại vì mình làm chuyện khác. Cái đây là cái niềm vui thú để mình chia sẻ cho anh em thôi. Chứ không phải cuộc sống mình ở đây nha. Thì hôm nay mình có 2 lô 20 ngàn và 2 lô 40 ngàn. Ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nói chung là củ thì nó cũng có cây lớn cây nhỏ. Cũng có củ lớn củ nhỏ nha các bạn. Chứ không nó không có điều đâu. Tại vì mình trồng thì ấy thôi. Chứ mà nó cũng không có điều củ đâu nha. Có củ thì bự to bằng nửa cầm tay. Có củ thì bằng hơn ngón tay cái. Thì nói chung là nó tùy theo à. Chứ mình không biết được. Thì các bạn thấy nè. Đó có cái củ thì nó như thế này. Có nhiều củ thì nó bự hơn. Như cái thằng này thì nó bự cho bá nè. Còn như cái thằng này thì nó cũng ấy nè. Nói chung là nè, như cái thằng này nè. Nó cũng bự bằng nửa cầm tay. Thì như vậy nha. Mình có được 2 lô sứ 40 và 2 lô sứ 20 nha các bạn. Thì các bạn nào nhanh tay được mà thí dụ như nó có hết thì kỳ sau mình sẽ đăng mình bán tiếp nha. Nó lớn rồi tới đâu là mình bán tới đó nha các bạn nha. Rồi thì một ngày mới mình lên mình cũng quay tí xíu video mình chia sẻ cái cách mà sang chậu cho những cái cây mà mình ship 200 gà cũng 40 ngàn gì cho các bạn á. Thì các bạn cố gắng chăm nha. Thì nói chung là ở các cái vườn khác thì người ta trồng bằng chất trồng khác. Mình ở đây thì mình nói thật là mình chỉ trồng bằng tro trấu thôi. Mùa mưa cho nó dễ thoát nước chứ không có gì hết trơn á. Cái quan trọng là mình, cái ý của mình là mình muốn để mùa mưa cho nó dễ thoát nước. Vậy thôi. Còn mà muốn cho nó cây nó lớn nó trồng thì có nhiều cái phụ gia theo.
chứ không phải là mà cứ trồng cái chất đó là nó lớn nha các bạn. Thì đó là cái điều mình muốn chia sẻ như vậy. Thì một ngày mới hơi trồng, xin chúc mọi người luôn luôn được mạnh khỏe nha, làm ăn phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào và gia đình phúc. Xin chào tất cả anh em nha, xin chào tất cả mọi người.